công viên Chu Văn An được thành lập vào tháng 12 năm 2016 và chính thức đi vào hoạt động vào tháng 5 năm 2017. Trường có tổng diện tích trên 20.000 m2, nằm tại khối 5, thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Đội ngũ công nhân viên của nhà trường gồm 2 cán bộ, 18 giáo viên và 7 nhân viên. Tuy mới thành lập, nhưng cơ sở vật chất của nhà trường khá hoàn thiện. Phòng thực hành tiếng học và ngoại ngữ được trang bị đầy đủ thiết bị dạy học. Các phòng thực hành lý, hóa, sinh còn thiếu dụng cụ thí nghiệm. Phòng y tế của nhà trường được cung cấp các loại thuốc men và dụng cụ y tế cần thiết. Thư viện được đặt tại dãy C. Ở đó có đầy đủ các loại sách từ cơ bản đến chuyên sâu, thích hợp cho tất cả các học sinh, đặc biệt là học sinh lớp chuyên. Trường có tất cả 3 dãy học, một nhà thể thao đa năng và một khu hiệu bộ. Cuối năm học này, trường sẽ xây dựng khu ký túc xá gồm 5 tầng cho các học sinh ở xa có nhu cầu ở lại trường. Căng tin và nhà bếp được xây dựng đủ để phục vụ cho học sinh, đặc biệt là học sinh nội trú. Vào học tại trường Trung học Phổ thông chuyên Chu Văn An, bạn sẽ có cơ hội được phát triển trong một môi trường học tập tốt hơn rất nhiều. Trường Trung học Phổ thông chuyên Chu Văn An là nơi đào tạo những học sinh có năng khiếu ở hầu hết các bộ môn tự nhiên và xã hội, bao gồm toán học, vật lý, hóa học, sinh học, ngữ văn, tin học và tiếng Anh. Nằm trong khu vực 4 huyện Hoài An, Hoài Nhơn, Phù Mỹ và An Lạc. Với đội ngũ giáo viên giỏi, dày dạn kinh nghiệm, nhiệt huyết với nghề, học sinh luôn có điều kiện được học tập tốt, phát huy tối đa khả năng chuyên môn của mình. Học tập tại trường Trung học Phổ thông chuyên Chu Văn An, học sinh sẽ được lĩnh hội những kiến thức chuyên sâu về chuyên môn, nhận thức động cơ học tập đúng đắn, phương pháp học tập khoa học, kích thích lòng say mê học tập, tìm tòi, sáng tạo, khát vọng chiếm lĩnh tri thức giàu có của dân tộc và nhân loại. Tích cực chuẩn bị hành trang tri thức, bản lĩnh, nhân cách làm người cho phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế. Chúng ta không chỉ được trang bị đầy đủ về kiến thức mà còn được giáo dục về cách sống, học về những kỹ năng mềm thiết yếu. Bên cạnh đó, lịch học chính khóa cũng như học chuyên sâu, học thêm được phân bố thích hợp, giúp học sinh vừa có thời gian học tập hiệu quả, vừa được vui chơi giải trí với các hoạt động ngoại khóa do đoàn trường tổ chức, không gây áp lực học tập nặng nề cho mỗi học sinh. Có thể nói, học sinh trường Trung học Phổ thông chuyên Chu Văn An được tiếp nhận sâu sắc một hệ thống kiến thức khá hài hòa, cân đối, chứ không thiên lệch hay bị cắt xén. Ngoài ra, trường còn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ các cấp lãnh đạo, các đoàn thể, tổ chức trong tỉnh. Đó chính là điều kiện thuận lợi để đầu tư vào công tác giáo dục của nhà trường. Mặc dù chỉ mới đi vào hoạt động năm đầu tiên, nhưng những thành tích mà trường Trung học Phổ thông chuyên Chu Văn An đạt được trong các kỳ thi đã cho thấy trình độ đào tạo vượt bậc của nhà trường so với các trường trung học phổ thông khác trên địa bàn tỉnh. Trong kỳ thi học sinh giỏi lớp 11 cấp tỉnh, trường vinh dự đạt 39 giải, bao gồm 1 giải nhất, 3 giải nhì, 15 giải ba và 20 giải khuyến khích. Ở trong tỉnh, trường Trung học Phổ thông chuyên Chu Văn An xếp thứ 2 toàn đoàn về số lượng cũng như tỷ lệ học sinh đạt giải. Trong kỳ thi Olympic 30 tháng 4 toàn miền Nam, trường Trung học Phổ thông chuyên Chu Văn An đạt được 8 huy chương bạc, 9 huy chương đồng. Ngoài ra, trong cuộc thi khoa học kỹ thuật, trường đã vinh dự đạt 1 giải nhất cấp tỉnh, được chọn đi thi quốc gia ở Đà Lạt, 1 giải nhì và 1 giải khuyến khích. Thêm vào đó, ở cuộc thi tự hào Việt Nam, trường Trung học Phổ thông chuyên Chu Văn An có 5 học sinh lọt vào vòng chung kết cấp tỉnh. Tất cả những nhân tố trên đây đã hình thành ở học sinh những tố chất, những phẩm chất tốt đẹp, giúp sớm định hướng được đường đi trong tương lai của mình, sớm thích nghi, hòa nhập được với môi trường, cuộc sống hiện tại, tự khẳng định mình trước xã hội, trước cuộc đời. Đó là một môi trường phức tạp, đầy thử thách, đầy tính cạnh tranh. Ai cũng phải vươn lên vực mình để chủ động đón nhận những thử thách mới.